Xin chào các bạn. Chúng ta đang đứng trước một cây hoa trang, cây hoa trang dáng trực. Cái này độ cao cỡ khoảng độ tầm 60 cm. Bằng 60 cm. Hiện tại tất cả các mầm, hiện tại các mầm đều có các nụ hoa hết rồi. Vâng, cây này trong chậu cũng khá lâu năm rồi. Mình sẽ quay phần gốc một chút. Và một tán dưới họ làm tương đối dâm. Tám tương đối dăm. Vâng, đây toàn bộ tổng thể của cây. Gần như tất cả các đầu cành đều có các bông hoa bật rồi. Trong một khoảng thời gian rất ngắn nữa thì là toàn bộ cái cây này sẽ đỏ rực. Đỏ rực toàn bộ. Tất cả nó sẽ bung hết. Bung hết như này. Vâng, đây là cây trang lá nhỏ. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip sau.